Sao con cứ cố tình con trèo con đấy, con lùi lại đi. Xe đấy làm sao mà con trèo con đấy được. Nghịch lắm. À, man. Thôi đừng trèo đấy, con hỏng hết hoa à bố. Làm sao, con nói, bảo sao? Đi lên rừng nó khác, còn đây trong vườn nhà mình sao mà trèo đấy được. Trèo đấy con đi đâu, vào hàng rào. Lúc nào đi rừng thì trèo sau nhá. Ok. Nhưng mà chị mình mang xe này lên kia như nào? Thì bố mang xe van đi, xong rồi bố cho xe to của con lên, được không? Chị ai lái, bố lái xe kia mà. Thì bố lái xe kia, xong rồi bố lốt xe này xuống rồi con lái ở trong rừng, được không? Nhưng mà xe bên cao lắm. Cao cũng bê được, không sao. Nhá. Yeah.